Kính thưa các thầy cô, kính thưa quý đồng nghiệp ở các đầu cầu. Sau đây em xin phép được trình bày ca lâm sàng của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An chẩn đoán teleho ngày hôm nay ạ. Về phần hành chính, trẻ gái 16 ngày tuổi, cân nặng là 2,2 kg, chiều cao 44 cm, ngày sinh là ngày mùng 4 tháng 11, ngày tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, ngày nhập viện là mùng 4 tháng 11 và ngày làm bệnh án là ngày 21 tháng 11. Về bệnh sử, lý do vào viện là non yếu, trẻ con lần 1 đẻ mổ thiếu tháng 35 tuần, cân nặng là 2,2 kg, sau đẻ khóc ngay, thể trạng non yếu và nhập viện. Về tiền sử, gia đình thì chưa phát hiện bệnh lý liên quan. Về sản khoa thì para là 000, mẹ tăng 8 kg trong quá trình mang thai. Quá trình mang thai thì mẹ bị viêm nhiễm phụ khoa một lần vào lúc tháng và đã đặt thuốc tại phòng khám tư. Siêu âm thai thì tuần thứ 6 có siêu âm định kỳ và 2 tháng siêu âm lần, chưa phát hiện gì bất thường. Xuất hiện tiền sản giật vào tuần thứ 35 và được chỉ định đẻ mổ. Về khám bệnh lúc vào viện thì trẻ nhập khoa sơ sinh trong tình trạng là trẻ tỉnh, thể trạng non yếu, da niêm mạc kém hồng, chấm xuất huyết rải rác ở vùng bẹn. Từ thở, đường thở thông thoáng, nhịp thở đều tần số 50 lần phút, không có dấu hiệu thở gắng sức, SpO2 là 98%, phổi thông khí đều hai bên, không nghe ran, tim đều tần số là 140 lần phút và có thổi tâm thu 2/6 trước tim. Truyền đập mõm tim ở khoang lên sườn 5. Về mạch khuỷu bèn bắt rõ refill dưới 2 giây. Dấu hiệu thần kinh khu trú là âm tính, có bụng mềm không trướng, gan lách không to, có hormone môn chưa đi ngoài phân su và được chẩn đoán sơ bộ là sơ sinh đẻ non trên theo dõi tim bẩm sinh. Thì diễn biến qua các ngày điều trị thì từ lúc vào viện thì trẻ có ghi chỉ số ghi nhận lúc vào viện và được xử trí là vitamin K nuôi dưỡng tĩnh mạch bán. Đến ngày mùng 7 tháng 11 trẻ có xuất hiện vàng da ở vùng 1 đến vùng 4 và được chiếu đèn. Đến ngày mùng 8 tháng 11 thì trẻ xuất hiện sốt 38,9 độ và siêu âm là còn ống động mạch lớn. Xử trí là chiếu đèn, dùng hạ sốt, thêm kháng sinh Unagen cộng gentamicin, xét nghiệm cấy máu, điều trị là đóng ống bằng ibuprofen. Ngày 11 tháng 11 thì kết quả cấy máu là ra tụ cầu vàng có nhảy vancomycin và được thay kháng sinh. Ngày 12 tháng 11 thì siêu âm tim lần 2 thì ống động mạch tăng áp động mạch phổi, có sử dụng thêm là furosemide, verospiron và captopril. Sau 20 ngày điều trị tại khoa thì hiện tại trẻ được ghi nhận là thể trạng non yếu, da niêm mạc hồng, không xuất huyết dưới da, không sốt, từ thở, đường thở thoáng, nhịp tim đều tần số 50 lần một phút, không có dấu hiệu thở gắng sức, SpO2 là 99%, phổi thông khí đều hai bên, không nghe ran, tim nhịp đều, có ngoại nhịp tim là 135 lần trên phút, thổi tâm thu 3/6 trước tim, có mạch rõ refill dưới 2 giây, có phản xạ bú tốt. Về cận lâm sàng thì công thức máu có làm công thức máu sinh hóa, đông máu cơ bản, cấy máu, siêu âm tim, X quang tim phổi và đây là công thức máu qua các ngày thì không có gì đặc biệt. Có ngày mùng 8 tháng 11 thì do vấn đề sốt cho nên chỉ số bạch cầu trung tính có tăng cao. Về đông máu cơ bản thì từ ngày vào viện và ngày mùng 8 thì có rối loạn đông máu nhẹ, sau đến ngày 12 tháng 11 thì xét nghiệm lại thì đông máu bình thường. Về các chỉ số sinh hóa thì có bilirubin vẫn tăng cao và ngày điện giải đồ thì ngày 16 tháng 11 thì có hạ natri và calo, sau đó cắt sử dụng furosemide, còn sử dụng captopril và Andactone thì sau đó và bù lại điện giải thì ngày 19 tháng 11 thì điện giải trở về bình thường. Về vấn đề cấy máu thì có cấy ra được tụ cầu vàng nhạy cảm vancomycin. Đây là X quang tim phổi của bệnh nhân ạ. Về kết quả siêu âm tim thì kết quả là tương hợp situs soleus, levocardia, quai động mạch chủ quai trái, tĩnh mạch chủ trên là bên phải, tương hợp nhị thất, đại động mạch, các tĩnh mạch phổi đổ về nhị trái, còn ống động mạch kích thước là 3, đầu phổi là 3,3 m, đầu chủ 5,1 mm, chiều dài ống là 7,2 mm, chênh áp qua ống là sân trái phải với PG là 28 mm thủy ngân và mắc là 28 mm thủy ngân và min là 1 mm thủy ngân. Buồng tim trái giãn nhẹ, đường kính trái cuối tâm trương là 20 mm, chỉ số nhịp trái động mạch chủ là 1,67, có hở van hai lá nhẹ, kích thước vòng van là 10,7,
có lỗ PEBO kích thước 2,8 mm. Và đây là hình ảnh siêu âm tim. Đây là hình ảnh của hở van hai lá. Đây là hình ảnh ống động mạch, cho vì là cái gen màu lớn quá cho nên là không nhìn được rõ. Đây là kích thước của ống, chân áp của ống ạ. Đây là đường kích thước trái. Đây là của tương quan giữa nhĩ trái và động mạch chủ. Và đây là mật cắt qua eo. Điều trị hiện tại là kháng vancomycin, hạ áp lợi tiểu. Thì captopril là 1 mg trên kg ngày chia 3 lần, furosemide là 1 mg trên kg ngày, verospiron là 1 mg trên kg ngày. Và chẩn đoán là nhiễm khuẩn huyết, còn ống động mạch tăng áp động mạch phổi mức độ trung bình, vàng da sơ sinh trên đẻ non 35 tuần. Câu hỏi thảo luận của chúng em là chẩn đoán trên đã hợp lý chưa, điều trị nội khoa như vậy đã ổn chưa, cần bổ sung gì thêm cho bệnh nhân này, có nên can thiệp về bệnh lý ống động mạch của bệnh nhân này hay không ạ? Cảm ơn ạ. Dạ vâng, cảm ơn bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Tôi xin mời phần tư vấn của bác sĩ Lê Tuấn Anh ạ. Xin mời bác sĩ Tuấn Anh. Dạ vâng ạ, em xin cảm ơn tiến sĩ Hùng và kính thưa các đồng nghiệp ở các đầu cầu. Sau đây là những ý kiến của chúng em về cái ca bệnh của bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Em xin tóm tắt, đây là một cái ca bệnh mà sơ sinh đẻ non. Tuy nhiên các bạn đẻ non 35 tuần, thì đây là một cái đẻ non gọi là đẻ non muộn, cũng gần như là gọi là già nhất trong các loại đẻ non. Cân nặng của bệnh nhân là 2 cân 2, là rất là phù hợp với cái tuổi thai của bệnh nhân là 34 35 tuần. Và bệnh nhân trước khi đẻ thì bệnh nhân phải mổ đẻ bởi vì mẹ tiền sản giật. Do vậy đấy là những cái yếu tố cũng có thể là yếu tố nguy cơ. Thế và các bạn trong những cái giai đoạn đầu tiên, xin các bạn cho lại cái slide lúc vào viện của bệnh nhân ạ. Thì tình trạng lúc vào viện của bệnh nhân thì bệnh nhân không thấy có tổn thương cơ quan tuần hoàn, hô hấp và thần kinh, tức là bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, bệnh nhân không có suy tuần hoàn, cũng có không có suy hô hấp, và bệnh nhân không phải sử dụng liệu pháp oxy. Sau khi đấy các bạn có chăm sóc bệnh nhân và điều trị bệnh nhân trong vòng khoảng 3-4 ngày. Mời các bạn cho cái slide bệnh nhân bị sốt ạ. Thì bệnh nhân xuất hiện cái tình trạng là sốt 38 độ 9. Thế và các bạn đã có một cái chẩn đoán là tình trạng sepsis, để mà các bạn cho cái kháng sinh. Xin 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 bác sĩ cho cái slide để slide biện luận của tôi để chẩn đoán cho cái việc chẩn đoán về 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 nhiễm trùng của các bạn ạ. Slide đầu tiên, và các bạn chiếu full 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 màn hình đi ạ. Dạ vâng ạ. Thì đây là một cái trẻ sơ sinh xuất hiện triệu chứng biến đổi thân nhiệt vào 4 ngày tuổi, và trong cái triệu chứng để mà chẩn đoán thì bệnh nhân này có cái triệu chứng sốt, để chúng ta có thể chẩn đoán tình trạng đáp ứng viêm hệ thống và bạch cầu của bệnh nhân là có tăng, cái bạch cầu đa nhân trung tính. Như vậy là bệnh nhân hoàn toàn có thể được chẩn đoán vào cái bệnh nhân có cái dấu hiệu của đáp ứng viêm hệ thống. Và xin hỏi các bạn là bệnh nhân này thì cơ quan tôi cũng làm việc trước với các bạn thì thấy là cơ quan tuần hoàn và hô hấp thì không hề bị biến đổi. Thì, và trên cái rốn của bệnh nhân thì chúng tôi đã được các bạn cung cấp là có thể là viêm rốn. Như vậy cái đường vào là các bạn có thể hoàn toàn có thể nghi ngờ, và các bạn đã nuôi dưỡng tĩnh mạch cho bệnh nhân này. Nên là do vậy thì trong một cái tình trạng bệnh nhân có đáp ứng viêm hệ thống và bệnh nhân có cái ổ nhiễm khuẩn nghi ngờ, các bạn chẩn đoán tình trạng sepsis và hướng tới đấy là nhiễm trùng huyết là hoàn toàn phù hợp, và các bạn cho kháng sinh bao phủ đấy là unazin và một kháng sinh gentamicin. Theo tôi thì cái tiếp cận ban đầu là hoàn toàn phù hợp. Sau khi cấy xong thì các bạn ra được một cái tụ cầu vàng và rất là đa kháng kháng sinh, và đã xử lý bằng là sử dụng bằng vancomycin. Thì cái việc xử lý như vậy thì theo chúng tôi cũng hoàn toàn là phù hợp. Và đến bây giờ các bạn dùng kháng sinh, bệnh nhân 20 ngày tuổi, các bạn đã dùng được khoảng trên 2 tuần rồi. Và theo cái khuyến cáo của những cái update mới nhất về tình trạng sepsis của trẻ em thì như vậy là hoàn toàn phù hợp, và người ta chỉ cần dùng khoảng 10 đến 14 ngày. Do vậy thì cái điều trị về về nhiễm khuẩn của bệnh nhân này thì
Theo chúng tôi thì khi các bạn tiếp cận như vậy, xử trí ban đầu và xử trí tiếp theo là hoàn toàn là phù hợp. Bây giờ các bạn sẽ theo dõi lại các cái tình trạng nhiễm trùng của bệnh nhân, cấy máu lại, và nếu mà bệnh nhân âm tính và cái tình trạng sepsis không còn thì các bạn hoàn toàn có thể nghĩ đến chuyện là cắt kháng sinh cho bệnh nhân. Đấy là tình trạng thứ nhất. Quay trở lại với cái chuyện tình trạng ống động mạch ạ. Thì các bạn đã nghe thấy tiếng thổi ở một em bé và các bạn đã đi chẩn đoán được cái ống động mạch và có chênh áp của nó là 28 nhưng vận tốc tối đa là khoảng 260 cm/giây, thì và có một cái tình trạng đấy là tình trạng nhĩ trái trên chủ khoảng 1,67, thì các bạn nghĩ đến cái ống động mạch có ảnh hưởng đến huyết động và chúng ta đã đi đến xử trí. Thì kính thưa các thầy và các anh các chị, cái việc điều trị ống động mạch ở trẻ sơ sinh đẻ non thì nó đã trải qua một cái quá trình rất dài, và đến năm gần đây, 1-2 năm gần đây, người ta đã có những cái tổng kết rất là lớn. Thì ống động mạch ở sơ sinh đẻ non họ có thể gây ảnh hưởng cho những người đứa trẻ cả những cái kết cục không mong muốn ngắn hạn cũng như là dài hạn. Thì trong ngắn hạn thì có những cái kết cục như là tử vong hoặc là bệnh phổi mãn tính hoặc là tình trạng sepsis hoặc là tình trạng chảy máu não hoặc là tình trạng nhiễm trùng thủng ruột hoặc là viêm ruột. Thì ban đầu người ta thấy rằng cái ống động mạch có thể làm mất máu thời kỳ tâm trương, do vậy có thể gây thủng ruột hoặc là gây nhiễm trùng viêm ruột hoại tử, và sau đấy là gây bệnh phổi mãn tính. Người ta đã nghĩ rằng là ống động mạch là nguyên nhân. Tuy nhiên trong một cái lô bệnh nhân rất lớn được tổng kết năm 2018 thì tất cả các cái kết cục ví dụ như tử vong hoặc là bệnh phổi mãn tính hoặc là bệnh nhân bị sepsis hoặc là bệnh nhân bị thủng ruột thì không thấy có cái khác biệt giữa cái nhóm mà được điều trị đóng ống động mạch và đóng thành công cũng như là cái nhóm mà không đóng thành công. Nó chỉ có khác biệt về cái tỷ lệ tồn tại ống động mạch. Thì điều này rất là đương nhiên, bởi vì khi chúng ta điều trị đóng ống động mạch thì cái nhóm được đóng thì cái tỷ lệ tồn tại ống động mạch lúc ra viện là đương nhiên nhỏ hơn cái nhóm không rồi. Và cái thứ hai nữa là chỉ tỷ lệ chảy máu não. Và cái chảy máu não này thì rất hay xảy ra ở những cái trẻ mà đẻ dưới 28 tuần, đặc biệt là trong tuần đầu tiên của đẻ non. Đấy, còn cái trẻ của chúng ta là đẻ 35 tuần và đã vượt qua cái giai đoạn nguy cơ đó. Khi mà chuyển sang các cái kết cục dài hạn, ví dụ như là bệnh nhuyễn não chất trắng hoặc là những cái bệnh võng mạc ở trẻ đẻ non hoặc là sự phát triển chậm phát triển tinh thần vận động, thì người ta càng thấy rằng cái nhóm được điều trị đóng thành công ống động mạch với cái nhóm mà không điều trị đóng ống động mạch thì các cái tỷ lệ và các kết cục này không có gì thay đổi. Do vậy thì người ta đã nghĩ đến việc là cái liệu rằng là cái ống động mạch này nó có ảnh hưởng đến những cái cục không mong muốn này hay không. Xin các bạn cho tiếp cái slide. Dạ vâng ạ, và để sau khi người ta phân tích, người ta đã kết luận thì là cái việc người ta đã kết luận rằng là nếu mà chúng ta điều trị một cách thường quy và ồ ạt tất cả cái đóng ống mạch thì có vẻ như cũng không thay đổi được, không làm cho cái kết cục của chúng ta tốt hơn. Tuy nhiên người ta đã nhận thấy một cái số cái nhóm bệnh nhân có lợi khi điều trị đóng ống động mạch. Đấy là những cái bệnh nhân mà dưới 26 tuần và đặc biệt là tuổi đời của bệnh nhân từ tuần thứ 2 đến tuần thứ 3. Và vậy thì trong cái bệnh nhân của chúng ta nó sẽ không nằm trong cái nhóm bệnh nhân mà cần phải xử trí ống động mạch trong giai đoạn sơ sinh. Các bạn cho tiếp slide. Đấy là những cái... Ngoài ra còn có những cái lý do mà chúng ta có thể nghĩ đến chuyện điều trị bảo tồn ở ống động mạch ở bệnh nhân này, tức là những bệnh nhân từ 30 đẻ non 30 tuần đến dưới 30 đến dưới 37 tuần thì cái tỷ lệ tồn tại ống động mạch chỉ là 2% lúc ra viện và sau đấy nữa thì còn thấp hơn. Thế và những cái trẻ mà trên 1000 gram hoặc là trên 28 tuần thì cái tỷ lệ tự đóng ống động mạch rất là lớn. Xin các bạn cho slide nữa. Tuy nhiên thì cái quan điểm điều trị đóng ống động mạch cũng có thể là khác nhau tùy từng trung tâm. Và đối với những cái nhóm trẻ theo cái bài phân tích trên thì người ta chỉ sử dụng đóng ống động mạch cho những trẻ dưới 26 hoặc 28 tuần. Tuy nhiên thì cái nhóm mà trên 28 tuần mà có ảnh hưởng lớn tới huyết động, ví dụ như các bạn phải dùng thuốc trợ tim hoặc là ảnh hưởng đến cái hệ thống hô hấp, như là các bạn phải trợ thở cho bệnh nhân hoặc là bệnh nhân có trở thể máu phổi, thì chúng ta cũng có thể chỉ định cho cái chuyện đóng ống động mạch. Tuy nhiên ở bệnh nhân này thì không thấy có những cái triệu chứng như thế này.
Xin các bạn cho cái slide phác đồ ạ. Đấy, và để tổng kết lại thì người ta đã cho thấy một cái phác đồ, tức là những cái bệnh nhân mà từ dưới 7 ngày tuổi thì người ta sẽ chắc chắn là sẽ điều trị bảo tồn. Trong đấy có các bạn có thể thở PEEP hoặc là đẩy hematocrit, tức là cái độ nhớt của máu cao lên, và sử dụng cái đích oxy không quá cao. Còn tất cả những cái bệnh nhân mà ảnh hưởng đến huyết động thì người ta mới nghĩ đến chuyện đóng ống động mạch. Do vậy thì với những phân tích ở trên đây thì cái chuyện là chúng ta đóng được cái ống động mạch cho bệnh nhân này, nếu chúng ta đóng thành công thì cũng là một cái tốt cho bệnh nhân. Tuy nhiên là với tình trạng bệnh nhân này thì cái liệu pháp của chúng ta sử dụng đấy là theo dõi ống động mạch để nó đóng tự nhiên cũng là một lựa chọn có thể sử dụng cho bệnh nhân. Xin các bạn cho cái slide ấy. Tiếp theo. Trong điều trị bảo tồn của ống động mạch thì có một cái việc đấy là dùng thuốc. Ở trên đây chúng ta đã thấy các bạn sử dụng furosemide, sử dụng captopril và sử dụng verospirone. Thì trong các cái thuốc mà điều trị cho đẻ non thì người ta đã nghiên cứu cho thấy rằng là cái furosemide ban đầu người ta dùng với cái mục đích là giảm thể tích tuần hoàn để giảm cái quá tải phổi. Tuy nhiên thì trong nghiên cứu và những cái bằng chứng thì cho thấy rằng là furosemide không những không cải thiện được cái tỷ lệ về ống động mạch mà nó còn giảm tỷ lệ đóng ống động mạch tự nhiên. Và người ta đã có lý giải là chính furosemide đã làm tăng cái việc sản xuất prostaglandin, mà chính prostaglandin là thuốc để duy trì ống động mạch. Do vậy thì xin mời các bạn cho cái slide trước ạ. Slide trước ạ. Vâng. Do vậy thì trong cái... Tiếp. Slide gần áp chót ở cái phác đồ ạ. Đây ạ. Ngược lên một slide nữa. Rồi đây ạ. Đây, dừng ạ. Rồi. Thì trong cái điều trị bảo tồn, chúng ta không thể thấy người ta nhắc đến cái việc mà điều trị những cái thuốc suy tim kinh điển nữa. Thế thì do vậy thì ở cái bệnh nhân này các bạn theo những cái phác đồ cũ chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những cái thuốc đó, nhưng phải theo dõi hết sức là thận trọng, bởi vì bệnh nhân mà sử dụng furosemide hoàn toàn có thể suy thận, trước thận. Thế còn nếu như chúng ta sử dụng những cái tổng kết mới này thì hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng một cái lựa chọn thế nào theo dõi cho bệnh nhân ạ. Tôi có thể tổng kết bệnh nhân này thì trên những cái phân tích này thì bệnh nhân này là một bệnh nhân còn ống động mạch và không có ảnh hưởng đến huyết động về mặt lâm sàng. Do vậy thì điều trị của chúng ta theo dõi bệnh nhân là một điều trị có thể lựa chọn cho bệnh nhân. Mình xin hết ạ. Vâng, bệnh viện Sản Nhi Nghệ An có hỏi thêm gì không ạ? Dạ, em cảm ơn tư vấn của các thầy, anh chị. Bệnh viện Sản Nhi không có hỏi gì ạ. Vâng, cảm ơn bác sĩ Tuấn Anh rất nhiều. Thực ra thì phần bác sĩ Tuấn Anh trình bày rất là academic. Tôi thì nông dân hơn chút xíu, thành ra là sẽ tôi nghĩ rằng là cái ca này thì rõ ràng chúng ta nếu mà can thiệp thì trẻ càng nhỏ thì khả năng can thiệp chúng ta thấy rằng là nguy cơ càng lớn cho trẻ. Thành ra lý do tại sao mà người ta chờ đợi càng ngày càng lớn lên, đứa trẻ lớn lên nó đủ cân nặng, đủ mọi thứ thì chúng ta làm an toàn hơn. Tuy nhiên thì chúng ta chỉ làm khi mà thì bệnh nhân có thay đổi huyết động. Nếu mà chúng ta cho lợi tiểu cho các thứ vào, cho các thứ điều trị suy tim, cho ức chế men chuyển, nó có thể làm thay đổi huyết động của nó. Thành ra là ca này thôi cứ kệ nó để theo dõi. Tuy nhiên cái chuyện mà ống to này tôi nghĩ là khả năng tự đóng là rất khó, và chúng ta theo dõi thôi. Theo dõi thì như nào, lúc nào chúng ta phải đóng, chúng ta theo dõi đúng không, cân nặng bệnh nhân cứ tăng dần dần càng ngày càng to, nó to như đứa trẻ bình thường thì tôi nghĩ chẳng việc gì phải đóng cả, để nó càng lớn lên đóng càng tốt. Tuy nhiên nếu mà cân nặng nó nhỏ hơn, thấp hơn so với bình thường và thậm chí nó chậm tăng cân hơn so với đứa trẻ khác thì cái đó là cái mà chúng ta có thể tính đến chuyện đóng ngay, sớm đóng sớm hơn nó. Thế cái tôi thì nó hơi qua nhà quê một chút xíu, nó không được academic như anh Tuấn Anh, nhưng mà tôi nghĩ nó đơn giản hơn cho chúng ta trong chuyện xử lý cái này. Vâng, cảm ơn Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Tiếp theo thì tôi...